Hi, mình là Poseidon đến từ Coin 68 TV và chào mừng anh em đến với Giải mã Crypto. Hiện tại trong cái cuộc chiến Penowa thì có khá là nhiều dự án nó đã bắt đầu xây dựng và tham gia. Tuy nhiên thì trong cái series này mình sẽ chỉ phân tích hai cái tên nổi bật nhất và đang có nhiều lợi thế nhất trong cái cuộc đua này, đó là Penpai và Equilibria. Thì đây là cái logo của hai dự án ha. Và cái điều đầu tiên mà mình muốn nói đó là cơ chế hoạt động của Penpai và Equilibria. Thì mình sẽ lấy cái cơ chế hoạt động của Equilibria để mà làm cái mẫu chung để chúng ta phân tích nhé. Tại vì hai cái giao thức này nó cơ chế hoạt động nó hầu như là tương đồng nhau thôi. Thì anh em có thể thấy này, cái câu chuyện đầu tiên của cái Equilibria này á, là nó sẽ làm cái gì? Thì những cái giao thức dạng như thế này nó sẽ cho người dùng hai cái tạo ra cho người dùng hai cái lợi ích. Đầu tiên đó là cho phép người dùng, những cái người mà đang sở hữu Pendle á, người ta có quyền đó là ủy thác hoặc là đưa cái Pendle, stake Pendle vào trong những cái giao thức này, để từ đó người ta có thể nhận được cái phần lợi nhuận tốt hơn so với việc mà người ta chỉ có đơn lẻ dùng Pendle đơn lẻ của mình để mà stake trực tiếp vào trong cái Pendle Finance để mà nhận lãi á, thì Equilibria hay Penpai nó sẽ dùng cái Pendle đó, nó tích lũy và nó tạo ra cái lợi nhuận tốt hơn. Đồng thời thì nó sẽ không yêu cầu người ta phải khóa Pendle trong cái thời gian cố định, thí dụ như 2 năm chẳng hạn. Nó dẫn đến việc đó là tạo ra cái tính thanh khoản một cách linh hoạt hơn. Nó thay vì anh em phải khóa cố định 1 năm, 2 năm gì đó thì anh em có thể rút tiền bất kỳ lúc nào mà anh em muốn, đồng thời vẫn có thể tạo ra được cái lợi nhuận tốt hơn. Thì đây là một cái ưu điểm đầu tiên khiến cho những cái cá nhân nhỏ lẻ người ta muốn tham gia vào những cái giao thức dạng như thế này. Cái lợi ích thứ hai ấy, nó cho phép những cái tổ chức này, những cái dự án khác này, hoặc là những cái nhà đầu tư, người ta có thể cung cấp thanh khoản thông qua cái giao thức của Penpai hay Equilibria. Thì thay vì cung cấp thanh khoản trực tiếp vào trong cái pool AMM của Pendle thì hãy cung cấp thanh khoản qua Penpai hay Equilibria, rồi từ đó Penpai và Equilibria lại tiếp tục cung cấp dùng cái thanh khoản đó dồi dào đó, tại vì nó tích lũy từ nhiều nguồn mà, nó lại tiếp tục cung cấp vào trong Pendle. Và dĩ nhiên cái phần thưởng nó sẽ nhiều hơn so với anh em cung cấp trực tiếp trên Pendle. Vậy thì tại sao nó lại làm được câu chuyện đó? Thì như chúng ta đã nói về VI Pendle ở phần trước, thì những dự án này nó sẽ tích lũy thật là nhiều VI Pendle, và sau đó nó sẽ bỏ phiếu cho chính cái pool mà nó cung cấp thanh khoản. Đây, anh em thấy thế. Và nó boosting cái phần thưởng lên. Và đó, toàn bộ cái phần thưởng tăng lên này nó sẽ được chia lại cho những cái người mà tham gia đóng góp. Thí dụ như đối với cái mô hình của Equilibria thì 100% cái phần thưởng tăng lên này nó sẽ được chia như thế này. Đầu tiên là chỉ có 2,5% nó được đưa vào trong cái treasury DAO của Equilibria thôi, tức là cái kho bạc của giao thức thôi. Cái phần còn lại 7,5% thì nó sẽ được thưởng cho những cái người mà người ta mua và nắm giữ và khóa cái đồng EQB, tức là cái native token của Equilibria lại. 12,5% thì nó được chia cho những người đã stake Pendle để nhận ePendle ha, tức là những người mà đưa Pendle cho giao thức ấy. Và cái 77,5% còn lại là nó được chia cho những người cung cấp thanh khoản thông qua Equilibria. Chiến lược của những cái giao thức dạng này nó sẽ đi song song cùng một lúc hai việc, đó là việc đầu tiên nó phải tích lũy thật là nhiều về ePendle, và cái việc thứ hai nó phải thu hút thanh khoản thật là nhiều, và đồng thời cũng là thu hút VI Pendle thông qua những cái cơ chế trả thưởng hấp dẫn của mình. Thì từ đó nó sẽ chiếm được cái quyền quản trị giao thức và nó sẽ tiếp tục gia tăng thanh khoản, gia tăng thêm phần thưởng. Tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta gia tăng thanh khoản thì cái pool đó nó sẽ được người ta giao dịch nhiều hơn, thanh khoản dày mà. Về tokenomics thì những cái dạng dự án như thế này thì nó cũng có cái cơ chế tokenomics khá là tương tự. Những cái thông tin liên quan đến tổng cung hay là lưu hành thì mình sẽ để anh em tự tìm hiểu ở trên những cái trang web như là CoinMarketCap hay là CoinGecko. Mình chỉ chủ yếu mình sẽ phân tích sâu một chút về cái cơ chế tokenomics theo dạng đó là Double Flywheel của cái Penpai và Equilibria nha. Thì đầu tiên anh em có thể thấy rằng nếu mà với VI Pendle thì rõ ràng là cái giao thức á, những cái giao thức mà nó phát triển nó xây on top trên Pendle như là dạng Penpai hay Equilibria thì nó sẽ không có được lợi quá nhiều, tại vì hầu như là cuối cùng thì cái tích lũy nó vẫn nằm với VI Pendle và người ta chỉ mua và nắm giữ VI Pendle thôi, chứ người ta cũng chẳng có đưa gì được về cho giao thức. Thì nó đã tìm ra được cái cách khắc phục cái điều này bằng cách đó là phát hành token riêng của mình. Và cái token đó
lại tiếp tục được dùng để chi phối quyền quản trị của Pendle thì nó chi phối bằng cách nào? Mình thí dụ như PenPy, cái native token của nó là PNP, thì người dùng có thể mua và khóa cái PNP nha, ở đây mình gõ nhầm, để nhận cái token là VLPNP. Thì tại sao người ta lại phải làm câu chuyện này? Tại vì rõ ràng khi mà nắm giữ cái VLPNP này á, thì người ta sẽ được những cái lợi, đó là đầu tiên là được trả thêm phần thưởng đó. Thí dụ như chúng ta sẽ quay lại một chút ha. Đấy, anh em có thể thấy là đối với Equilibria, khi mà người ta lock và stake EQB và nhận về cái hình như là cái VLEQB á, EQB á, thì người ta sẽ nhận được thêm cái phần thưởng từ giao thức. Đó là cái lợi ích thứ nhất. Cái lợi ích thứ hai á, đó là người ta được quyền chi phối cái quyền quản trị của VLPendle. Mình giả sử như PenPy nó đang nắm giữ 7 triệu VLPendle chẳng hạn. Vậy thì cái 7 triệu VLPendle nó sẽ được thực hiện cái quyền quản trị theo cái ý chí của ai? Đó, chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi như vậy. Là ý chí của những cái người đã tham gia khóa cái Pendle vào trong PenPy, hay là ý chí của giao thức PenPy, vân vân. Thì người ta PenPy nó đã giải quyết cái câu chuyện này bằng cách đó là nó cho phép những cái người dùng nắm giữ VLPNP thì người ta sẽ được chia sẻ cái quyền quản trị tích lũy qua VLPendle. Tức là anh em nắm giữ càng nhiều cái VLPNP thì cái quyền quản trị VLPendle của anh em càng nhiều. Và cái câu chuyện này nó lại tạo ra thêm một cái flywheel cho chính hai dự án này, đó là khi mà hai dự án này, mình thí dụ như hai dự án này đã có một thằng nó đã chiến thắng đi, tức là nó đã nắm giữ được toàn bộ những cái quyền quản trị, nó là thằng lớn nhất, nó là top 1, thì khi đó những cái dự án khác, mình nói thí dụ như trong tương lai sẽ có dự án ABCD nó muốn xây dựng dựa trên thanh khoản của Pendle, thì cái câu chuyện lúc này của nó đó là thay vì phải mua Pendle, có thể lúc đó giá trị nó đang rất là cao rồi, hoặc là cái việc thu gom Pendle thời điểm đó nó rất là khó rồi, thì những cái dự án mà dạng như nó muốn tạo ra một cái phương thanh khoản mới trên Pendle, nó sẽ làm câu chuyện đó là nó chỉ cần mua cái VLPNP thôi, tức là nó chỉ cần mua PNP để nó khóa và nó nhận được VLPNP, khi đó nó sẽ tự dưng nó sẽ được chia sẻ cái quyền quản trị của VLPendle thông qua PenPy. Đó là cái câu chuyện khiến cho nó tạo thêm một cái flywheel thứ hai để cho cái đồng PNP hay là cái đồng EQB của Equilibria nó bùng nổ. Đó, anh em cần phải lưu ý như vậy. Chúng ta có đến hai tầng quản trị ha. Cái tầng quản trị thứ nhất là VLPendle, và cái tầng quản trị thứ hai là thông qua cái token gốc của các cái giao thức mà nó tham gia vào Pendle. Đó chính là cái token nó mít khá là đáng chú ý của hai cái giao thức này. Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã hiểu khá là chi tiết về Pendle Finance cũng như là cái Pendle One. Vậy thì cái tiềm năng của Pendle One nó có hay không, và liệu rằng là nó có đáng để chúng ta theo dõi và tìm hiểu hay không, thì câu hỏi này chúng ta sẽ giải đáp thông qua việc giải đáp hai câu hỏi nhỏ hơn. Thứ nhất là tiềm năng của Pendle Finance, và cái thứ hai đó là trong cái Pendle One thì nếu mà có tiềm năng thì đâu sẽ là cái dự án mà chúng ta đáng chú ý. Thì về cái tiềm năng của Pendle Finance á, thì anh em có thể nhìn thêm một chút thời gian để anh em đọc lại cái phần đó là toàn tập về LSD Finance và Pendle One. Cái phần 1 của mình ở trên Coin 68 mình có viết một cái bài viết nó khá là chi tiết, thì trong cái clip này mình sẽ nói nhanh thôi. Thì đầu tiên chúng ta cần phải hiểu Pendle Finance nó là một cái mảnh ghép của LSD Finance, tức là nó liên quan đến liquid staking, và nó phát triển dựa trên liquid staking. Đó, những cái dòng đồng như là STETH hay FXS, ETH thì đó, những cái graph ETH của các cái liquid staking á, thì nó chính là cái nguồn thanh khoản, cái nguồn vốn, cái nguồn dòng tiền nó làm cho những cái dự án dạng như Pendle Finance nó phát triển. Vậy thì Pendle Finance nó chỉ tiếp tục phát triển và nó có tiềm năng trong dài hạn khi mà liquid staking nó có tiềm năng trong dài hạn. Thì rõ ràng liquid staking là một cái mảng hết sức rộng lớn. Khi mà chỉ riêng với ETH thì cái ngân sản phẩm này nó đã thu hút được khoảng gần 20 tỷ đô. Ở đây là mình chỉ lấy số liệu riêng đối với ETH thôi nhé. Và đây chỉ là mới là con số mà ETH nó được staking thông qua các dịch vụ liquid staking, tức là chúng ta chưa tính đến ETH nằm trong những cái staking thông qua các cái sàn giao dịch như là Binance hay Coinbase, hay là thông qua các cái validator node độc lập. Đó, thì 20 tỷ đô là một con số rất là lớn. Và bên cạnh đó thì rõ ràng không chỉ có Ethereum là có liquid staking, mà chúng ta vẫn phải nhớ rằng rất nhiều layer 1 khác nó cũng đang tiếp tục, nó vẫn đang duy trì và phát triển, và nó cũng hoạt động theo cơ chế đó là proof of stake. Ví dụ như là Solana, ví dụ như là Near. Đó, mình sẽ cho anh em thấy một số cái con số và biểu đồ ở trên màn hình ha.
Thì đầu tiên đây là cái biểu đồ liên quan đến cái lượng ETH được nạp vào trong cái chuỗi Bitcoin chain. Thì anh em có thể thấy rằng là trong cái thời điểm từ đầu 2022 tới nay thì cái con số này nó đã tăng trưởng rất là kinh khủng đó. Và người ta lo ngại rằng sau khi mà Ethereum 2.0 mở cái rút á, tức là cho phép người ta rút ETH ra ngược lại, thì cái ETH nó sẽ bị xả ra. Nhưng mà trên thực tế là cái lượng ETH nó vẫn đang chờ để staking vào trong cái chuỗi này, nó vẫn đang rất là lớn. Và cái thời gian chờ mình nhớ là, mình không nhớ chính xác con số, nhưng mà nó lên đến mấy chục ngày. Tức là để mà anh em được đưa vào ETH vào trong cái Bitcoin chain này, anh em phải chờ đến mấy chục ngày lận. Thì nó thể hiện cái sự FOMO của những cái người đang mua và nắm giữ ETH, thì người ta rất là muốn staking vào trong cái Ethereum 2.0 này. Đó là về ETH. Về còn các cái chuỗi nhỏ hơn thì sao? Chúng ta sẽ cùng quan sát một cái biểu đồ thứ hai. Đó là về giao thức là Marinette Finance của Solana ha. Marinette Finance, đúng rồi, của Solana. Thì đây là một cái giao thức liên quan đến staking, liquid staking ở trên Solana. Và anh em thấy rằng từ đầu 2023 tới nay á, thì TVL nó đã tăng rất là nhiều lần và hơn 100% rồi. Tại vì anh em thấy là như cái biểu đồ mà mình đang cho anh em thấy đây, thì đầu năm nó chỉ đạt mức là gần 65 triệu đô. Thì đến thời điểm hiện tại, cái mức TVL của nó tăng lên là 160,2 triệu đô. Thì đây là nó thể hiện là câu chuyện liquid staking nó không chỉ nóng ở mỗi Ethereum đâu, mà nó cũng đang minh nha, nó phát triển ở trên những cái layer 1 khác. Và chính vì vậy cái tiềm năng của Lido, của liquid staking finance nó cực kỳ lớn. Và Pendle Finance là một cái dự án xây dựng để mà phục vụ cho cái câu chuyện, đó là một cái mảnh ghép trên liquid staking finance. Chính vì vậy cái tiềm năng của nó cũng đi cùng phát triển chung với cái liquid staking finance này. Anh em có thể thấy trên biểu đồ thì từ đầu năm 2023 thì cái TVL của Pendle nó chỉ khoảng hơn 15 triệu đô thôi, 15,5 triệu đô. Thì tính đến thời điểm hiện tại nó đã là 153,69 triệu đô, tức là mức tăng hơn 10 lần. Thì đây là một con số hết sức ấn tượng trong cái thời điểm thị trường nó đang gặp khó khăn như vậy. Và một giao thức DeFi tăng trưởng TVL hơn 10 lần, hết sức ấn tượng đúng không ạ? Thì đây chính là cái nó phản ánh thể hiện rõ ràng nhất cái mối quan hệ phụ thuộc giữa cái tiềm năng của Pendle Finance với là liquid staking finance. Vậy thì Pendle Finance nó có tiềm năng, thì Pendle One nó cũng sẽ là cuộc chiến đáng mong chờ. Vậy thì đâu sẽ là cái người chiến thắng? Thì anh em tiếp tục cùng mình là so sánh giữa PenPy và Equilibria là hai dự án nổi bật nhất trong thời điểm hiện tại. Sau khi chúng ta đã thấy được cái câu chuyện tiềm năng của Pandora, thì rõ ràng cái câu hỏi tiếp theo chúng ta phải trả lời, đó là chúng ta sẽ lựa chọn dự án nào để theo dõi và đầu tư. Thì để mà trả lời được câu hỏi này thì chúng ta sẽ chủ yếu so sánh giữa hai cái ông đang dẫn đầu trong cái cuộc đua, đó là PenPy và Equilibria. Thì trên màn hình đó là số liệu mà mình đã tổng hợp lại liên quan đến một số cái số liệu mà anh em cần quan tâm với hai dự án này. Đầu tiên về vốn hóa thì PenPy đang là dự án có vốn hóa lớn hơn với khoảng là gần 2 triệu đô, và trong khi đó Equilibria thì chỉ khoảng nửa triệu đô thôi, tức là khoảng 500.000 đô thôi. Về TVL, tức là tài sản khóa trong giao thức ấy, thì PenPy đang đạt cái mức cũng ấn tượng hơn, đó là 47,8 triệu đô, trong khi đó Equilibria chỉ là đâu đó gần 39,6 triệu đô thôi. Về cái lượng VE Pendle ở trong giao thức ấy, thì PenPy đang nắm giữ đó là 7,4 triệu VE Pendle, tương đương với cái mức là 26,06%, trong khi đó Equilibria thì là 7,6 triệu Pendle, tương đương với cái mức là 26,34%. Về cái lượng PNP và SQB đó được staking á, thì hai dự án này nó vẫn đang chiếm cái lượng khá nhỏ, tức là PNP được staking ở trong giao thức á, thì là 600.000, khoảng 600.000, tương đương với 684.000 đô theo cái giá trị cái đồng PNP tại cái thời điểm mà mình viết bài á. Và đối với EQB thì là khoảng 3 triệu EQB, tương đương với 357.300 đô la. Thì đó là một số cái thông số liên quan đến hai cái giao thức này. Thì em có thể thấy là mặc dù cái hai giao thức này nó rất mới và rất nhỏ, nó chỉ đạt nửa triệu đô vốn hóa thôi, hoặc là 2 triệu đô vốn hóa thôi, nhưng mà cả hai nó đều đang làm rất tốt, khi mà mỗi giao thức nó đều nắm hơn 1/4 tổng VE Pendle. Anh em có thể thấy cái hình bên cạnh ha, mình có ghi rõ Equilibria đang là thằng chiếm nhiều nhất với 26,45%, và PenPy đang là thằng thứ hai với 26,06%. Và đặc biệt là cả hai thằng này nó đều bỏ cái dự án top 3 là Stake DAO rất là xa,
khi mà ở step down thì nó chỉ rơi vào khoảng 2,94% thôi. Thì đây là một cái khoảng cách rất là xa, và hầu như là nếu mà không có cái biến động gì lớn liên quan đến dự án top 1, top 2 nó không có bị sự cố gì lớn thì rất khó để mà cái ông thứ ba là step down có thể vượt lên được. Cho nên có thể thấy cái câu chuyện này nó cho thấy rằng mặc dù hai dự án này mới nhỏ thôi nhưng mà nó đã làm rất tốt cái câu chuyện là tích lũy về Pendle rồi, và chính vì vậy nó rất là tiềm năng. Để quay trở lại cái thông số, anh em có thể thấy là với vốn hóa chỉ 500.000 và 2 triệu đô thôi mà cái TVL nó đã được đâu đó là đều hơn gần 40 triệu đô và 48 triệu đô rồi, thì đây là một cái câu chuyện rất là ấn tượng tại thời điểm hiện tại. Thì như vậy thì Penpa hay Equilibria nó đều là những cái người dẫn đầu trong Pendle qua. Vậy thì đâu sẽ là cái thằng có khả năng chiến thắng? Thì anh em thấy rõ ràng là như chúng ta đã phân tích cái phần thứ hai á, về cơ chế hoạt động các thứ á, thì cái cơ chế hoạt động này, tokenomics này của cả hai ông này đều như nhau, và cả hai đều chưa có thông tin liên quan đến các cái quỹ đầu tư nào đó đang ủng hộ họ. Chính vì vậy là chúng ta rất khó đánh giá đâu sẽ là cái dự án nó chiếm được ưu thế trong thời điểm hiện tại. Thì theo quan điểm cá nhân mình thì đây đều là hai dự án mà anh em nên theo dõi, và thậm chí là có thể đưa vào cái danh mục đầu tư mang tính rủi ro cao, nhưng mà lợi nhuận cũng dĩ nhiên lợi nhuận thu được nó sẽ ấn tượng nếu mà nó bùng nổ. Bởi vì anh em vẫn phải lưu ý giúp mình là vốn hóa hiện tại của nó vẫn rất là thấp, một thằng thì chỉ có 500.000 đô và một ông thì chỉ có 2 triệu đô la thôi, vẫn là những cái dự án ở mức very low cap và nó vẫn rất là tiềm năng. Rồi vậy thì anh em cần phải theo dõi cái gì để biết được là khi nào những cái ông mà liên quan đến Pendle One này sẽ bùng nổ? Thì điều kiện đầu tiên đó là chúng ta vẫn phải theo dõi cái tổng quan của LSD Finance. Nếu mà Liquid Staking Finance nó tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn và đồng đều hơn, tức là nó không chỉ phát triển là câu chuyện Liquid Staking của những cái ông như Lido Finance hay là các thứ nó tăng lên, mà nó còn cần thêm cái sự đồng bộ là AMM này, rồi Lending này, tức là những cái Liquid Staking token nó được sử dụng phổ biến hơn, nhiều hơn, thanh khoản tốt hơn, thì khi đó cái tiềm năng của Pendle Finance nó lại càng gia tăng. Tại vì Pendle Finance bản chất nó là một cái dự án nó tạo ra theo kiểu đó là tạo ra thêm lợi nhuận ấy. Cho nên là khi mà nhu cầu của người ta càng nhiều thì Pendle Finance nó càng được hưởng lợi. Cái thứ hai đó là bản thân Pendle nó phải tiếp tục duy trì vị thế top 1 trong cái ngách mà year, bằng cách đó là cải thiện tiếp cái trải nghiệm người dùng và thu hút thêm thanh khoản, cũng như là đa dạng hóa thêm các pool, cũng như là phát triển ở trên các cái hệ sinh thái khác. Ví dụ như hiện tại thì mình thấy là nó đã phát triển trên Ethereum, Arbitrum và một số cái hệ sinh thái nữa. Và cái thứ ba đó là các chiến lược lợi nhuận và pool thanh khoản trên Pendle, Penpai hay Equilibria đa dạng hơn đó và dày hơn, cũng như là cái cơ chế chia phần thưởng nó hợp lý hơn, nó đảm bảo cân bằng giữa quyền lợi của tất cả các bên, thì từ đó cái dự án nó mới có thể phát triển một cách bền vững và lâu dài được. Và một cái yếu tố khác mà mình nghĩ là anh em có thể theo dõi đó là TVL. Anh em hãy nhớ lại ha, mọi cái sự bùng nổ liên quan đến DeFi thì nó đều có cái dấu hiệu thông qua TVL. Tại sao lại như vậy? Tại vì khi mà mình nói thí dụ như Penpai và Equilibria đi, khi mà một trong hai được các quỹ đầu tư lớn hoặc là những cái tay chơi lớn nó ủng hộ, thì câu chuyện đầu tiên nó chính là nó tích lũy những cái native token của hai dự án, đúng không ạ? Tức là nó sẽ tích lũy PNB và hoặc là EQB, và nó tích lũy xong thì nó sẽ thao túng cái quyền quản trị bằng cái staking, thì việc này nó sẽ làm cho cái TVL của giao thức nó tăng lên. Chính vì vậy hiện tại hai giao thức này đang có cái mức TVL nó khá tương đồng nhau, với Penpai là khoảng 48 triệu đô còn EQB là khoảng 30 triệu đô. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi, và tại những cái thời điểm mà chúng ta thấy TVL của một trong hai dự án nó bùng nổ và nó vượt xa lên khỏi thằng kia với cái tốc độ tăng trưởng tốt hơn, thì đó chính là cái thời điểm mà chúng ta cần phải quan sát rất là kỹ và nhận định xem có liệu rằng có phải là có những cái tay chơi lớn nó bắt đầu nhập cuộc không, và đó chính là cái thời điểm mà chúng ta có thể xuống tiền để chúng ta đầu tư những cái token native của PNP hoặc là EQB. Đó chính là cái kinh nghiệm của mình muốn chia sẻ thêm cho anh em để anh em có thêm một cái góc nhìn đối với những cái tiêu chí để chúng ta có thể xuống tiền với những cái dạng dự án như hai dự án trên. Thì đó là toàn bộ tân tập về những cái liên quan đến Pendle One mà mình muốn chia sẻ trong cái clip này. Thì mình cũng rất là hy vọng thì cái clip này nó đã mang lại cho anh em thêm nhiều cái kiến thức mới, cũng như là cái góc nhìn mới và những cái dự án để anh em có thể tìm hiểu thêm và có thể là
tham khảo để đầu tư và kiếm được lợi nhuận trong tương lai. Hẹn gặp lại anh em trong các cái chuỗi clip khác của series là Giải Mã Crypto. Đừng quên follow Constant TV để nhận được thêm những cái clip hữu ích của tụi mình. Rồi, hẹn gặp lại anh em.